cô nói được không? Hôm nay cô rất là vui khi mà tôi trời ơi kìa. Ơi, cảm ơn anh trai nhiều. Dạ, dễ thương. Dạ, dạ. Dạ, cô lấy lại tiền hả? Dạ, má. Má ơi, má. Kêu cô bằng má. Dạ, dạ, thì kêu má. Vậy dạ, là đây là con của cô. Má. Má đi đâu mà từ mấy lâu đây? Ông bác, của tao. Anh ơi, tao má đi vô bác anh ơi. Trai mình năm đây mẹ tiếp bình thường. Dạ con cảm ơn má. Dạ dạ, dạ. Rồi dạ cảm ơn cô. Má đi về hả má? Ê, quên cảm ơn má. Ra đây con dẫn má về nha. Trời ơi, chưa trẻ gì trời. Má đi đường này cho nó gần rồi má. Chồng đừng ngồi dưới. Dạ. Ủa? Chị đưa má về đi chị. Dâu, có Hiếu đưa má về đi. Không được. Sao vậy? Không, có chồng chị đưa về giùm rồi. Trời ơi. Lát em về nha anh, Tết về sau nha, cứ giờ về không có lương. Dạ, dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Đó, ba chồng nữa kìa, ba chồng nữa. Ba chồng hả? Trời ơi, có ba chồng luôn. Có ba chồng thôi. Thôi về là đừng kéo kéo nữa, để ba mẹ về nghỉ ngơi. Trễ rồi. Thôi bao nhiêu vé chị? 5 vé cho chị My Nguyễn luôn giùm em à. Mình còn vé không? À, anh Thái Sơn ơi. Anh công trai như đứa Thái Sơn. Bên đây nè. Dạ. Trời ơi, mặc bộ đồ trắng. Đồ giống như là mấy cái ông hội đồng hồi xưa á. Ừ. Trời ơi. Trong tử Bạc Liêu đó má. Hội đồng tính hả? Hội đồng tính bà nội ơi. Hội đồng tính. Ờ qua tự nhiên cái hội đồng tính. Vậy là bà đã chửi bà đó. Cái gì? Không, chị ơi, chuyển giới. Ủa chị hả? Cộng đồng chuyển giới đúng không? Chứ không phải hội đồng tính. Rồi. Rồi lại đi nè. Ví dụ gì nãy đó. Mớm lại rồi. Rồi có rồi. À, hôm nay là sinh nhật của Diễm Ly. Dạ xin cho hỏi Diễm Ly đang ở đâu ạ? Yeah, xin chúc mừng Happy Birthday Diễm Ly. Hôm nay sẽ được Diễm Ly thì cho dân hỏi là em năm nay bao nhiêu tuổi Ly hả? Mày đuôi vậy dân? Còn nhỏ 14 tuổi vậy má không thấy má. Trẻ. Tưởng là giỡn thôi. Vậy hả? Trẻ quá, dễ thương quá. Rồi. Và em đi chơi lô tô tâm thời là được mấy năm rồi? Biết 4 năm mà chơi có 2 năm thôi. Rồi, cũng 2 năm kia là dạo đầu á. Để làm quen từ từ. Má ơi, má ngôn từ má kỳ vậy má. Rồi em xin mừng á. Dạ rồi, đốt nến cho bé thổi đi. Rồi. Rồi đây là chú nha con. Chú Thoại. Chú Thoại đang mồi đèn cày. Không hay quá trời. Rồi bây giờ chuẩn bị thổi nha. Chú Thoại mồi nhặt chút nữa xong. Chú Thoại sao được chú. Rồi ai thổi đi con. Ừ. Ba. Quá hay. Hay dễ thương. Dễ thương. Con ơi, con cứ yêu cầu gì không nè? Lúc mà con bỏ cái mask con xuống con thổi là mọi người đã bắt được tấm hình của con rồi. Cho nên là bây giờ mình có thể gửi trong trang ra luôn được không? Để mình giao lưu cho nó dễ thương. Đó. Dễ thương như vậy đó mà ngại đó quý vị. Dạ. Nói chung là bé này là fan của đoàn 2 năm rồi. Thì bây giờ Hương Quả làm một cái câu thơ gì đó tặng cho Diễm Ly đi. Diễm Ly à, trong tên Diễm Ly có từ Diễm cho nên bây giờ xin mời Thúy Diễm đi. Ủa? Thúy Diễm đâu? Má này hồi xưa làm cầu thủ sao trời. Xưa đáo qua đó lại em gái của
Diệp ơi, em gái ruột của chị chết rồi, nó mù rồi hả? Nó mù luôn rồi kìa. Mù rồi. Trời ơi, tôi không biết là Diệp đi. Đây là chị Diệp nha. Trời, con này mấy đứa này nó ác quá. Đây nè, cầm tay chị nè. Cầm tay chị đi nè. Trời, đi nè. Đi đâu? Đi, đi, đi. Đi, đi, đi. Diệp ơi, Diệp, em bị mù khách cho hai chớm kìa em. Trời ơi, bị mù kìa, bác tặng kìa. Ủa? Ủa má? Gì vậy má? Mù sao vô tay chụp đúng vậy? Mày đừng nói mày hửi tới mua tiền gì. Đây chỉ là một cái bài test, mày coi mày có bị cái gì không thôi. Dạ nè, làm thơ. Mày bị mù chứ đâu có bị câm. Chết mẹ. Nguyên combo luôn. Ở đây có một cái đứa gọi là thông dịch viên rồi, em cứ làm thơ điêu đây để dịch cho. Chị nói nghe nè Diệu, năm trước có đứa nó cũng chạy giả, nó bị thiệt nha. Gió bay ngang á, gió độc bay ngang. Diễm ơi, năm chục mà Diễm. Nói được gì cho. Chết mẹ. Trời ơi. Gặp cái con học lớp 2, 2, lớp 4 không bị gian xạo quá rồi. Trời ơi chị chú nghe, trời ơi chị chú nghe. Trời ơi là trời, đồng tiền quy định ý thức nha quý vị. Đang cho bé sinh nhật má ơi. Cầm lại đi, cầm lại cho đi, bé đi đi đi. Không, em sợ đồng tiền đó lắm. Sao vậy? Cho thiệt má, cho thiệt. Nó tìm tới em nha. Nó bay vô hồng em nha. Ừ. Trước khi chúng sinh nhật bé đi hát. Tiếng heo hả má? Trời em phiêu. Chúc mừng sinh nhật. Hôm nay sinh nhật Diễm Ly. À. Chúc em sẽ được nhật Diễm Ly, chúc em sẽ được Hiếu My làm chồng, ok không? Ai nói nhỏ mới có 14 tuổi rồi mà. Ôi vậy hả? Thôi bây giờ tôi chúc nè, gửi gặp lại nè, gửi gặp lại nè, rồi chân đứng đây nha. Hôm nay sinh nhật Diễm Ly, chị Ly sẽ tặng hai cái ti chị này. Ôi trời ơi, sao con, sao con? Hàng giả. Hàng giả tôi không lấy má ơi. Ngu quá. Đem về gối đầu nằm, đi xe giường nằm rồi nó đỡ mỏi cổ. Còn rồi, chúc mừng chị Trần Tương nha. Cái của chị chua lè à. Đúng không? Nè, cái quần độ mong thâm khi mà không chịu dục bỏ. Hiểu sao luôn á trời. Rồi, bây giờ là mình cho bé về đi nè. Rồi, chúc mừng sinh nhật Cưng nha. Rồi, đi nào con ơi. Cho cái thùng đi Nam ơi. Rồi, về cho nó trở lại đi, hát tặng ảnh gì nó tặng đi. Hả? Hát hả? Sổ số luôn em ơi. Ủa? Này của ai? Cái mình này của ai? Này của ai? Con nào hả? Đâu phải tao? Của mày vậy mà. Tao đi bán chè mà. Thằng nào? Nó. Sao mày đi vô? Tao xin lỗi mày đi, tao xin lỗi mày. Sợ quá. Dân ai? Ai? Cái này. Ai đi đồ cho nó xài mà tốt quá. Con bé kia gửi bức thư cho em, em đọc lên cho quý vị nghe nha. Cái gì nữa vậy trời? Em yêu mụ gà. Cái gì nữa trời? Ai hả? Chị em hỏi ai là chủ bức thư này hả? Ai hả? Em hỏi ai hả? Con khốn này. Ai hả? Sao kêu tình cúng cực này vậy trời? Em tin Dân nghe. Rồi nói chung cũng cảm ơn tấm chân tình này nha. Giờ quý vị khán giả ơi, chuẩn bị cho số bán vé hả? Dạ bao nhiêu vé vậy chị? Bao nhiêu vé chị? Ra ủa sổ số đi, mà sổ số đi, sổ số đi. Mấy chị ra, mấy chị ra, số chị ra, mấy chị ra nha. Chúa, cái này cái là số đọc phim nha. Cái nói chung, chăm loại, cập nhật dùm loại. Cập nhật dùm loại dùm đi nha. Trời. Rồi sổ số quý vị ơi. Số kia đã, số kia đã, bây giờ kia đã, số
su kỳ đây con thích gì đây su kỳ ra su kỳ đây con thích gì ra su kỳ đây à. Đường hồng ngày xưa đã hứa tàn còn tim nhói đau đã kém mòn rồi chờ đợi tình yêu đã lớn lao trôi đi bao nhiêu với ước mộng đẹp mây mai sống mơ thành ngày mai là nơi giấc mơ khi em mà thôi mỗi tình tao la mỗi tình thảo lao một người sao một người sao gạt gạt vô một người sao một người sao một người sao một người sao số đầu tiên một người sao một người sao một người sao mới yêu đây chỉ là số chỉ là mấy chỉ đây số chỉ là mấy chỉ là mấy chỉ là mấy chỉ là mấy chỉ là hàng nhiều trong những mơ trôi mất đâu một ngày mai sẽ giữ được ước mong gái trong mưa này trái biển từ lâu ai ta muốn về xây tâm một trăm năm con mười 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 năm mấy chị ra ta phải chị lên mấy chị ra xu chị ra xu chị lên xu chị ra Yeah.